Trưa ngày 31 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án 10 bị cáo trong vụ án mua bán sử dụng ma túy tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Theo đó, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quý, sinh năm 1983, trú huyện Thanh Trì, tử hình về các tội mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy. Bị cáo Nguyễn Văn Ngọc, sinh năm 1974, trú tại quận Đống Đa, bị tuyên phạt tử hình về các tội mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Bị cáo Nguyễn Trung Nguyên, sinh năm 1983, trú tại huyện Thường Tín, bị phạt 25 năm tù về các tội mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Bị cáo Nguyễn Công Thường, sinh năm 1986, trú tại huyện Thanh Trì, bị phạt tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy. Các bị cáo là những cán bộ tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 lĩnh án, gồm Đỗ Thị Lưu, sinh năm 1969, trưởng khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, bị tuyên phạt 3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị cáo Nguyễn Anh Vũ, sinh năm 1986, kỹ thuật viên bệnh viện trên, bị phạt 7 năm về tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Hai cán bộ còn lại là Nguyễn Minh Huệ và Bùi Thị Hạc, bị phạt cùng mức án 5 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Các bị cáo còn lại bị phạt từ 7 năm 6 tháng tù đến 9 năm tù. Hội đồng xét xử kết luận hành vi của Nguyễn Xuân Quý và 9 bị cáo rất nghiêm trọng, xâm phạm chế độ thống nhất quản lý của nhà nước đối với các chất ma túy và các loại thuốc gây nghiện. Các bị cáo là cán bộ của bệnh viện đã làm mất lòng tin của người dân với ngành y. Trong vụ án này, tòa xác định Nguyễn Xuân Quý là chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo đồng phạm thực hiện hành vi. Trong thời gian điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, để có tiền tiêu xài cá nhân và sử dụng ma túy, Quý đã thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy ngay tại bệnh viện. Khi khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền được chuyển về tòa nhà mới, Quý đã tự ý cải tạo buồng bệnh thành 3 buồng nhỏ, phục vụ cho việc giao dịch mua bán ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hàng tháng, Quý nộp cho Đỗ Thị Lưu 6-10 triệu đồng tiền buồng bệnh để được tự do đưa người lạ và bạn bè vào buồng bệnh sử dụng ma túy mà không bị nhắc nhở.